chút công danh nho nhỏ cũng chưa xứng đáng gì hết.
mà còn tiếc cái gì. Cho nên ngài phát nguyện đi tu. Năm 19 tuổi, sư lên chùa Hoa Yên vào ý kiến thiền sư Tuệ Nguyện, hiểu là chân trú. Thiền sư Tuệ Nguyện hỏi: người ở đâu đến đây? Sư thưa: vốn không đi lại. Như vậy thì cái chủng tử của ngài đối với đạo thiền, đối với nhà thiền đã gieo trồng sâu đậm rồi, cho nên mới hỏi một câu đã thố lộ được đi đường hướng của mình nhắm đời. Tại sao vốn không đi lại? Ông thầy hỏi câu dễ quá: người ở đâu đến đây? Thì đi như mình bây giờ thì nói sao? Dạ con ở ngoài Trung vào, hoặc là con ở dưới miền Tây lên, vân vân. Thì dễ quá, thì sao không nói? Và nói vốn không đi lại, thì cái gì không đi lại? Như vậy thì ngài không nói cái thân và cái chỗ ở của thân, mà nói thẳng cái thể tính nó vốn không đi không lại. Cho nên trong kinh thường giải thích cái chỗ đó hãy Như Lai là gì, tức là không từ đâu đến và chẳng đi đâu, đó là Như Lai. Thì như vậy tức là muốn nói đến cái pháp thân bất sinh bất diệt, thì cái pháp thân đó không có đến và không có đi, thì gọi đó là Như Lai. Thì ngài dùng bốn chữ vốn không đi lại là đã thể hiện được cái lý kinh mà ngài chưa được học. Tuệ Nguyện biết sư là pháp khí sau này, bèn thế pháp xuất gia cho pháp danh là Tuệ Đăng. Sau không bao lâu, Tuệ Nguyện tịch, sư cùng bạn đồng liêu là Như Niệm phát nguyện tu hạnh đầu đà đi du phương để tham vấn Phật pháp. Thời gian sau, Như Niệm đổi ý trở về trụ trì chùa Côn Tiên. Sư đi lên chùa Vĩnh Phúc ở núi Côn Cương tham vấn thiền sư Minh Lương là đệ tử của Chiếc Chiếc, tức là đệ tử hòa thượng Chiếc Chiếc, người từ Trung Quốc sang. Sư hỏi: bao năm dồn chứa ngọc trong đải, hôm nay tận mặt thấy thế nào là sao? À, nghĩa là ngài dẫn cái câu của những thiền sư xưa kia thường hỏi: bao năm dồn chứa ngọc trong đải, hôm nay tận mặt thấy thế nào là sao? À, hỏi cái câu đó là sao? Thì như vậy cái câu mà nói bao năm dồn chứa ngọc trong đải, hôm nay tận mặt thấy thế nào, câu đó là cái câu hỏi mà chúng ta đã thấy nó nằm sẵn trong kinh Pháp Hoa, phải không? Tức là cái thí dụ hệ châu, tức là đã có hạt châu ở trong chéo áo hay là ở trong đải, nhưng bây giờ hôm nay tận mặt thấy thế nào? Như vậy thì hiện giờ mình ngay ở trước đây phải thấy cái hạt châu như thế nào? Thì đó là cái câu của người xưa nói. Bây giờ ngài lặp lại, ngài hỏi là sao? Là sao tức là câu đó ý thế nào? Thiền sư Minh Lương đưa mắt nhìn thẳng vào sư, sư nhìn lại liền cảm ngộ sụp xuống lại. Minh Lương bảo: dòng thiền lâm tế trao cho ông, ông nên kế thừa làm thánh ở đời. Như vậy thì thầy nhìn trò, trò nhìn thầy, cái được truyền từng tâm ấn liền. Như vậy chưa dạy một câu, chưa nói một lời mà làm sao ngộ? Đó là cái chỗ mà quý vị thấy ở trong nhà thiền
cái gốc, cái ngọn không bao giờ lệ. Ở hội Linh Sơn, Phật đưa cành qua tổ ca, rồi nhìn trong chúng, tổ ca diếp nhìn lại ngài, tức là ngài nhìn chúng để xem có ai có cảm ngộ được cái ý của ngài không. Nhìn tới ngài ca diếp, ngài ca diếp nhìn lại Phật, em là mỉm cười, Phật ứng chứng liền. Thì lúc đó Phật thuyết pháp câu gì, lời gì? Không có lời. Thì ngày nay bất thành, người thiền khách hỏi vị thiền sư, thiền sư không có cái hoa sen sẵn, thì chỉ còn cách là dùng mắt nhìn thẳng vào cái người khách. Người khách nhìn lại hai thầy trò cảm thông, cảm thông cái lại, chưa có bỏ gì hết, chỉ lại thôi. Ông thầy đã biết, cho nên mới dòng tiền lâm tế trao cho ông, ông nên kế thừa lập thành ở đời. Đặt cho sư pháp hiệu là Chân Nguyên. Như vậy cái pháp danh của ngài khi được người thầy ban đầu cho là Thiền Sư Tuệ Nguyện thì gọi là Tuệ Đăng. Rồi cái pháp hiệu sau này của một vị thầy làm cho mình cảm ngộ được thiền thì cho là Chân Nguyên. Cho nên có khi gọi là Tuệ Đăng, có khi gọi là Chân Nguyên, cũng đều là ngài. Đặt cho sư pháp hiệu là Chân Nguyên. Và bài kệ phó pháp, bài kệ phó pháp thế này: Mỹ ngọc tàng hoang thạch, liên qua xuất tứ đê, tu tri sinh tử xứ, ngộ thị tức bồ đề. Đó là bản chữ Hán. Dịch: ngọc quý ẩn trong đá, hoa sen mọc từ bùn, nên biết chỗ sinh tử, ngộ vốn thiệt bồ đề. Thì như vậy, cái chỗ này chúng ta thấy cái lời dạy đúng như cái chỗ mà ngài đã hỏi. Thay vì ngài hỏi là bao năm dầu trước học trong đại, thì ở đây ngài nói mỹ ngọc, tức là ngọc quý ẩn trong đá, hoa sen mọc từ bùn. Như vậy thì ngọc quý nó ở sẵn trong đá, hoa sen thơm từ cái bùn thôi. Hai cái câu đó nói lên rất là chi tiết cái tinh thần thiền học hay là Phật giáo. Bởi vì Phật giáo không có bỏ cái phàm tục thế gian để đi cầu cái giải thoát, cái giác ngộ ở nơi nào, mà từ ngay cái thế gian phàm tục đó mà chúng ta khéo nhìn, khéo nhận thì thấy đã có cái giác ngộ, giải thoát ngay ở trong đó. Cũng như cái hoa sen thơm tho không phải từ ở trên ngọn núi hay là từ những chỗ đất khô, mà vốn từ chỗ bùn hôi. Như vậy thì tất cả con người phàm tục của chúng ta là một con người đáng xem thường, không ra gì. Nhưng chính cái con người không ra gì đó lại có cái tánh giác. Như vậy không bỏ cái dở mà cầu cái hay, chính ngay cái dở mà biết chuyển, biết đổi thì nó là hay rồi. Bởi vậy nên cái tu của đạo Phật, tôi thường nói với quý vị rằng nó rất là giản đơn. Bởi vì như thế gian, một người đi ăn trộm, ăn cướp, cờ bạc, rượu chè, thuốc sắc, đủ thứ xấu. Bây giờ ngay con người rất là tồi tệ đó, nếu mà họ thức tỉnh được, họ chừa bỏ những cái bệnh, những cái nghề xấu của họ,
bỏ hết trận cướp, bỏ hết rượu chè cờ bạc và luôn cả bút sách nữa. Thì ngày xưa mang những cái bệnh cái tật đó thì người ta gọi người đó là người thế nào? Người xấu, người tệ nhất trong xã hội, phải không? Nhưng bây giờ người xấu tệ đó mà họ bỏ hết những cái cũ, những cái dở mà họ đã làm, thì như vậy họ thành người gì rồi? Như vậy thì họ là thành người tốt. Vậy người tốt tìm đâu ra? Tìm từ nơi người xấu đó. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy cái giá trị tu của đạo Phật. Đạo Phật không muốn tìm cái giác ngộ ở trên trời, trên mây, hay là muốn tìm giải thoát ở trên đầu non, gốc núi, mà chúng ta ngay phải trầm tục đủ thứ tiền não này. Chúng ta khéo tỉnh, khéo giác, thì từ cái dở nó chuyển thành cái hay, cái xấu nó biến thành cái tốt. Chứ đừng tìm đâu hết. Qua xe khi mới có cái mầm, cái ngó, thì lúc đó nó nằm ở trong bụng thôi. Nhưng mà khi nó vươn ra, nó vượt khỏi bụng, nó ra khỏi nước, nó nở qua thì sao? Là hồn tho thanh khiết. Như vậy cái thơm tho thanh khiết đó nó không tách rời cái nhơ nhớt bùng hôi tanh buổi đầu, phải không? Đó, hiểu như vậy thì chúng ta mới an lòng rằng mọi người chúng ta ở trên thế gian này không ai không có thể tu được hết, phải không? Nó là xấu dở như kẻ cướp mà thức tỉnh tu cũng được, làm những việc dữ dằn như những kẻ làm hàng thịt họ tu cũng được. Nghĩa là tất cả ai cũng tu được hết, vì biết cái xấu dở mà bỏ chưa thì đó là người tốt, cho nên ai cũng tu được hết. Như vậy thì chúng ta giáo hóa người tu không phải lại đi tìm người nào sanh ra cái ăn cá thì không được, không có biết làm gì hết, nghĩa là chỉ sống một đời giống như mấy ông thầy tu vậy đó, nên người đó mới tu được, phải vậy không? Hay là dồn người đó ăn cá, ăn thịt, làm hàng heo, hay là làm những cái việc gì tội lỗi mà chúng ta nhắc, chúng ta khuyến khích họ để họ biết lỗi là chưa, thì người đó đều là người tu được hết. Mà đúng ra thì chúng ta nên dạy người nào hơn? Dạy người sanh ra đã hiền lành, đã ăn chay, không làm tội lỗi là cần thiết, hay là dạy những người tội lỗi là cần thiết? Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy cái tinh thần của đạo Phật rất là thiết thực, muốn đem cái lợi ích chân thật cho cuộc đời, thì chính từ những con người hư, người xấu, người dở mà đánh thức họ để họ chuyển thành con người hay, người tốt. Đó là cái hướng giáo dục của đạo Phật. Bởi vậy cho nên cái bài kệ này nó mang đầy đủ cái ý nghĩa thâm trầm đó. Hai câu sau nói: nên biết chỗ sinh tử, ngộ vốn thiệt bồ đề. Như vậy thì bồ đề nó không có ở ngoài sinh tử, ngay trong cái chỗ sinh tử này chúng ta giác ngộ thì thấy đó là bồ đề. Như vậy thì tất cả chúng ta đều có thể hiểu, có thể thấy được cái cội nguồn đó để ứng dụng tu. Như quý vị thấy, người thế gian một phen gia đình gặp hoạn nạn và có người cha, người mẹ mất, thì người đó làm sao? Họ buồn khổ, phải không? Còn nếu cũng hoàn cảnh như vậy mà người ở trong gia đình thấy cha mất hoặc mẹ mất, liền thức tỉnh cuộc đời vô thường. Thức tỉnh cuộc đời vô thường rồi làm gì? Rồi đi tù, phải không? Thì như vậy cũng cái cảnh khổ đó
mà người mê không biết thì chỉ bước đầu bước cổ than khóc, còn người khéo thì ngay trong cái đó thức tỉnh, à cha mình mẹ mình tuổi đó rồi chết, mai kia mình tuổi đó rồi cũng chết, tại sao mình không lo, phải không? Thấy cái người đi trước đã đến cái thời kỳ bại hoại thì nghĩ tới mai kia mình cũng bại hoại, như vậy thì mình mới thức tỉnh, mới tu hành. Thì đó, cái dở, cái khổ đau mình chứng kiến được không có nghĩa là làm mình đau khổ, mà làm cho mình sớm thức tỉnh. Như vậy thì từ cái dở nó biến thành cái hay, từ cái đau khổ nó biến thành cái giải thoát, chứ không có tìm kiếm ở đâu hết. Chính vì chỗ ngộ này, sao sư soạn Nguyễn Trần Triều Thiền Tâm Chỉ Nam Truyền Tâm Quốc Nữ Hạnh, à, tức là nói gọn lại là Thiền Tâm Bản Hạnh, có cả thải 7 lần nói về tứ mục tương cốt, à, thì cái này để sau khi học tới mình có thể giải thích. Sau một năm sau, sư lập đàn thỉnh ba đức Phật, Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Di Lặc chứng đàn, thọ giới Bồ Tát và đốt hai ngón tay nguyện hành hạnh Bồ Tát. Về sau sư được truyền thừa y bát Trúc Lâm, à, ngộ thì ngộ ở Tâm Lâm Tế, nhưng mà truyền thừa thì truyền thừa y bát của phái Trúc Lâm. À, tại sao vậy? Bởi vì cái Tâm Lâm Tế phát xuất từ Trung Hoa, mà cái người đã làm cho ngài ngộ được là một thiền sư từ Trung Hoa sang. Nhưng cái bản cách của ngài thích làm sao làm sống dậy Phật giáo Đại Trần, cho nên sau này ngài lại nhận sự truyền thừa y bát của hệ phái Trúc Lâm, làm trụ trì chùa Lâm Động và chùa Quỳnh Lâm, là hai ngôi chùa lớn của phái Trúc Lâm. À, chùa Quỳnh Lâm nếu mà quý vị ở miền Bắc thì dễ nhớ lắm rồi, hoặc là chùa Lâm Động thì cái đường lên núi Yên Tử, đầu đường lên núi Yên Tử. Năm 1684, sư dựng đài cửu phẩm Thiên Hoa tại chùa Quỳnh Lâm theo kiểu mẫu đài cửu phẩm Thiên Hoa thiền sư Huyền Quang đã dựng trước kia ở chùa Ninh Phúc. Năm 1692, lúc 46 tuổi, sư được vua Lê Hy Tông triệu vào cung để tham vấn Phật pháp. Vua khâm phục tài đức sư, ban cho sư hiệu là Vô Thượng Công và cúng dường áo ca sa cùng những pháp khí để thừa tự. Năm 1722, lúc 76 tuổi, sư được vua Lê Vũ Tông phong chức tăng thống và ban hiệu Chánh Giác Hòa Thượng. Đến năm 1726, sư triệu tập đệ tử dặn dò và nói kệ truyền pháp, kể rằng: hiển hát phân minh dị thập thì, thử chi tự tánh nhậm thi vi, lục căn vận dụng chân thừa kiến, vạn pháp tu hoành chánh biến tri. Tôi dịch bài hiện rõ ràng được suốt ngày, đây là tự tánh mặt hô bài, chân thường ứng dụng sáu căn thấy, buông pháp chọc ngang giác ngộ ngay. À, thì như vậy trong cái bài kệ này để nói lên cái tinh thần, cái ý nghĩa, cái chân thật gọi là chân thường. Cái chân thật này nó không ở đâu xa mà nó luôn hiện rõ ràng ở sáu căn của chúng ta. Nên nơi sáu căn nó có đầy đủ, và nếu
buôn bán ở trên thế gian này, dù ngang dù dọc, nếu chúng ta khéo nhận ra thì đó là chánh biến tri, tức là chánh giác rồi, hay là giác ngộ rồi, chứ không còn có gì khác nữa. Nói kệ xong, sư bảo chúng: ta đã 80 tuổi, sắp về cõi Phật. Đến tháng 10, sư nhóm bệnh. Đến sáng ngày 28, viên tịch thọ 80 tuổi. Môn đồ làm lễ quả táng, khu xá lợi, chia thờ hai tháp ở chùa Quỳnh Lâm và chùa Long Đạo. Tháp hiệu là Tịch Quang. Sư là người khôi phục lại thiền phái Trúc Lâm. Sư có những tác phẩm: một là Tôn Sư Pháp Sách Đăng Đàn Thọ Giới, hai là Minh Sư Diệu Tịnh Khoa, ba là Long Thư Tịnh Độ Văn, bốn là Long Thư Tịnh Độ Luật Bạc Hậu Tử, năm là Tịnh Độ Yếu Nghĩa, sáu là Ngộ Đạo Nhân Duyên, bảy là Thiền Tông Bản Hạnh, tám là Nam Hải Quan Âm Bản Hạnh, chín là Thiền Tịnh Phú, 10 là Đạt Na Thái Tử Hạnh, 11 là Hồng Mông Hạnh. Như vậy thì tác phẩm của Ngài có cả phải là 11 tác phẩm. Nhưng ở đây, như là Tôn Sư Pháp Sách Đăng Đàn Thọ Giới, như Sư Diệt Định Đoạn, Diệt Định Khoa, thì hai cái bản đó nói về cái nghi thức truyền giới, tức là thuộc về luật. Còn như Long Thư Tịnh Độ Văn, Long Thư Tịnh Độ Luật, Luật Bạc Hậu Tử, Tịnh Độ Yếu Nghĩa, thì ba cái bản quyển sách này nói về cái pháp tu tịnh độ. Còn Ngộ Đạo Nhân Duyên, Thiền Tông Bản Hạnh, thì đó là nói thẳng về cái thiền. Còn Nam Hải Quan Âm Bản Hạnh thì nói về sự tích Ngài Quan Âm và Quan Âm Diệu Thiện. Còn Thiền Tịnh Phú là cái bài phú Ngài kể lại cái cuộc sống của Ngài. 11 người 11 là Đạt Na Thái Tử Hạnh, là thái tử của cái hạnh của Ngài Đạt Na Thái Tử Tu Đại No đó, và một đồng ông hạnh. Thì ở đây vì chúng ta chuyên về thiền cho nên tôi không có giảng mấy cái phần kia, mà chỉ giảng ngay Thiền Tông Bản Hạnh, một tác phẩm của Ngài. Và tiếp sau Thiền Tông Bản Hạnh thì có Ngộ Đạo Nhân Duyên, đó là hai cái bản chính, và cuối cùng là Thiền Tịnh Phú của Ngài ở phần sau. Thì như vậy cái phần tiểu sử đại lược tôi kể qua cho quý vị hiểu. Bây giờ đây đi thẳng vào Thiền Tông Bản Hạnh. Tông Bản Hạnh thì cái bản này hồi xưa đã là cái bản quốc ngữ, tức là tiếng Việt, chữ Việt. Mà chữ Việt hồi xưa tức là chữ Nôm, cho nên sau này phải phiên âm lại từ chữ Nôm đó ra cái chữ quốc ngữ hiện tại. Nói Thiền Tông Bản Hạnh là nói đơn giản, chứ như hồi nãy tôi đọc cái tên đó, Trần Kiều vân vân dài lắm, thì cái tên đó sau này thì quý vị sẽ nhớ sao. Bây giờ nói về Thiền Tông Bản Hạnh thì tôi cũng khảo sơ cho quý vị thấy cái bản này nó xuất xứ từ đâu. Thiền Tông Bản Hạnh mà được nghe được biết thì có cả phải ba bản. Bản thứ nhất là chúng ta hiện học ở đây là bản in đời Lê, niên hiệu Cảnh Hưng, năm thứ 6, 1745, do Sa Môn Liễu Viên
trụ trì chùa Liên Hoa. Chùa Liên Hoa hồi xưa, nhưng vì nó gặp cái quý, tên quý của bà Hoàng Thái Hậu, vua trụ trì, cho nên năm 1840 đổi tên lại là chùa Liên Phái. Chùa Liên Phái mà chúng ta có tới một hai lần rồi đó. Thì như vậy, ngài Sa Môn Liễu Viên trụ trì chùa Liên Hoa, sai đại đệ tử là Sa Di Ni, pháp danh là Diệu Thuần, các bản in bản ván còn giữ ở chùa Liên Phái hiện giờ. Như vậy thì cái bản văn nôm khắc ở trước là ở tại chùa Liên Hoa, bây giờ gọi là chùa Liên Phái. Thì sau này phiên âm ra là do Hoàng Xuân Hãn cũng nhận được cái bản này với Hòa Thượng Giải Ngạn, cho nên rồi ông có phiên âm ra. Cái bản phiên âm của ông Hoàng Xuân Hãn đã in trong tạp chí Vạn Hạnh số 15 năm 1966. Trong bản này ở sau có để hai chữ Hán là trùng sang. Trùng sang tức là in lại hay là khắc lại cái bản Thiền Tông Bản Hạnh. Như vậy thì cái Thiền Tông Bản Hạnh có thể có một bản chiếu nữa mà nó mất, nó bị hư mất thì không tìm ra, chỉ có cái bản thứ hai này, tức là bản in năm 1745. Thì bản mà hiện giờ chúng ta học đó là bản của ông Hoàng Xuân Hãn phiên âm. Còn một bản thứ hai nữa là bản in đời Nguyễn Năm Gia Long thứ tư 1805, do ngài Huệ Thân trụ trì chùa Hoa Yên và đệ tử khắc in bản này. Nhưng ở bản này thì sao cũng hư mục, thì không có thấy. Đến cái bản thứ ba, bản in năm 1932, do hai vị hòa thượng Hòa Thượng Thanh Minh và Hòa Thượng Thanh Han. Hòa Thượng Thanh Minh trụ trì chùa Hoa Yên, đệ tử Thiền sư Phong Địa, Phong Địa. Còn Hòa Thượng Thanh Han trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm, nên gọi là Tổ Vĩnh Nghiêm. Thì bản này đã được ông Đào Dĩ An phiên âm, nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội xuất bản tại Hà Nội năm 1975. Và ở trong Nam thì có Lê Mạnh Thái phiên âm, do Tu Thư Vạn Hạnh xuất bản năm 1980 tại Sài Gòn. Thì như vậy hiện giờ chúng ta có được hai bản, là bản của ông Hoàng Xuân Hãn và bản của Lê Mạnh Thái phiên âm. Còn cái bản của ông Đào Duy An thì năm 75 thì chúng ta không có dịp ra ngoài Bắc nên không có nhận được cái bản đó. Còn ở trong đây có những cái phần phụ thì cùng mang theo với cái bản Thiền Tông Bản Hạnh. Thì bản in năm 1745 sau có các bài Chư Trần Lạc Đạo Phú, Đất Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca của ngài Trần Nhân Tông, và Vĩnh Hoa Yên Tự Phú của ngài Huyền Quang, và phụ sau là Hộ Đạo Nhân Duyên chữ Hán. Đó là cái bản năm in năm 1745. Còn cái bản in năm Bảo Đại thứ bảy tức là 1932, sau có các bài Cư Trần Lạc Đạo Phú, Đắc Phú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca, Vĩnh Hoa Yên Tự Phú và Giáo Tự Phú của Mạc Đỉnh Chi, Du An Tử Sơn Nhật Trình và Thiếu Thất Phú
của Bạch Liên Tiến sĩ. Cuối bài thiền, cuối bài là thiền định phú của thiền sư Trân Nguyên. Thì như vậy hai bản cái phần phụ nó có sai biệt một số bản, đó là tôi phân tích tổng quát cho quý vị biết cái những cái bản mà chúng ta có thể nghiên cứu. Bây giờ đi thẳng cái bản mà chúng ta sẽ học ở đây là thiền tâm bản hạnh. Đây là cái bản chữ nôm, rồi ông Hoàng Xuân Hãn cũng phiên âm ra để cho chúng ta dễ hiểu, dễ đọc. Với bản chữ nôm chúng ta khó đọc, có người đọc được, có người đọc không được. Thì đây là phiên âm, đây là một cái bản nói về sử thiền nhưng với cái hình hình thức là thơ thượng luận hạ bát. Thượng luận hạ bát trong toàn bộ thì nó có phải là 790 câu, nếu cộng thêm bài kệ là 795. Thì như vậy trong cái chủ yếu là mục đích của bản thiền tâm bản hạnh này là kể lại cái đời tu hành của vua Trần Thái Tông, của vua Trần Thánh Tông và của ngài Triều Ngự Giác Hòa, tức là của Trúc Lâm Đại Đầu Đà đó, và sau nữa là ngài Pháp Loa và ngài Vừa Quang. Nhưng hai vị đã nói đơn sơ thôi. Thì khi nói cái này tôi cũng nhắc lại, trên lịch sử thì thấy rằng thiền sư Trân Nguyên ngài ra đời vào cuối thế kỷ, giữa thế kỷ 17 và tịch đầu thế kỷ 18. Như vậy thì cách với đời Trần nó 400 năm, 4 thế kỷ. Nhưng mà được cái duyên tốt là ngài thừa kế trụ trì hai cái chùa lớn nhất của hệ phái Trúc Lâm Yên Tử là chùa Bình Lâm và chùa Long Động. Hai cái chỗ đó, những cái kho sách của hệ phái Trúc Lâm Yên Tử đều hầu hết là cất giữ ở hai chỗ đó, cho nên ngài có đầy đủ tài liệu để khảo sát. Cho đó nên ngài có những tác phẩm nói về đời Trần đáng tin cậy. Bây giờ bắt đầu vào trong thiền tâm bản hạnh. Theo đây là theo phiên âm và thân phần người chia ra tình phần của ông Hoàng Xuân Hãn, tôi cũng theo đó. Một là lời màu, lời màu tức là lời mở đầu. Thời vừa đầu tiết xuân thiên, khí dương đậm ấm dân yên thái hòa, bục xanh hoàng giác lê gia, thánh chúa vỗ trị gần xa lai hà. Đó là bốn câu. Trong bốn câu này thì quý vị thấy ngài nêu lên rằng cái thời gian mà ngài viết cái quyển này á là cái đầu tiết xuân, cho nên cái khí trời ấm áp thì dân chúng được yên hòa, bục xanh hoàng giác lê gia. Đó là cái chỗ này, là cái chỗ nhiều người thắc mắc. Bục tức là Phật, xinh hoàng giác lê gia tức là ở trong gia đình họ, dòng họ Lê, tức là triều đình nhà Lê. Như vậy là triều nhà Lê có ai tu xứng đáng gọi là bục không? Thì chỗ này tôi nói đại khái cho quý vị biết, vì ngài Trân Nguyên sanh sau ngài Tông Diễn 7 năm. Thiền sư Tông Diễn thì nếu mà học lịch sử thì quý vị thấy một thiền sư mà chúng ta
được quý vị ở ngoài Bắc gọi là hòa thượng cái. Cái là gì? Là hòa thượng cua đó. À, ngài là cái hệ phái lập ra cái chùa Về Nha bây giờ đó. Sau khi thành thiền sư rồi thì gặp cái thờ vua Lê Hy Tông. Vua Lê Hy Tông lúc đó không biết gì đạo Phật mà nghe lời các nhà nho chê bai đạo Phật, cho nên ông ra lệnh tất cả tăng ni đều phải lui vào trong rừng, trong núi ở, chứ không được ở thành thị. Khi ông ra lệnh đó rồi thì chư tăng, chư ni đều phải lánh xa thành thị hết. Thì ngài Tông Diễm biết được cái tin đó, ngài rất buồn. Ngài nghĩ rằng dù cho ai có tài ba lỗi lạc gì, hiểu đạo lý thâm sâu đến đâu, nếu ở trong rừng, trong núi thì dạy ai bây giờ? Như vậy thì coi như đạo Phật hết cơ giáo hóa. Ngài buồn, ngài mới tìm cách để mà khuyên can vua, mà không biết cách nào cho nó hay. Thầy ngài mới nghĩ một cách, ngài đi tìm tới thành đô, tức là tới kinh đô Thăng Long. Ngài vô ở trọ nhà của một người lính gác ngục để xin phép được triều kiến nhà vua, mà cả tháng trời xin không được. Thì sau này thì ngài mới nghĩ ra một kế. Ngài làm một cái hộp dáng rất là đẹp cho ngài, thì báo cho mấy cái ông quan coi thành phố, nói rằng tôi ở núi được một hòn ngọc quý vô giá, giờ đến đây muốn tặng bệ hạ, xin cho tôi đem đến dân cho vua. Thì các ông Tâu Duy Lê Hy Tông ông chịu nhận, ông không cho tiếp. Thì ông nói nếu mà có ngọc quý thì ông cho quan ra nhận, chứ không cho ông thầy ra bên trong trong cung. Thì khi đó ngài mới nghĩ, nếu như vậy thì biết chừng nào mà gặp được vua mà can gián. Thôi ngài ơi, viết một cái bài can gián rất là chí lý, ngài để vô cái hòm dán lại kỹ, phong thật khéo. Ngài nói rằng nếu bệ hạ không cho gặp thì đây là ngọc quý, xin bệ hạ phải cho ông quan nào mà thanh liêm, ăn chay, thanh tịnh 7 ngày thế nhận, ông sẽ trao hòm ngọc cho. Nhà vua ra lệnh cho ông quan thì trai đồ đàng hoàng đúng ngày đi tới cái ngày trao cái hòm ngọc đó, bỏ đừng có dở ra, đến trước triều danh cho bệ hạ thì lúc đó sẽ dở ra. Thì khi đó ông đó nhận cung kính đang về tới triều, giữa triều cái mở ra cho vua xem, mở ra thấy ngọc cho hết, chỉ thấy cái lá sớ. Hay ngài vua bảo đọc cho nhà vua nghe, thì đọc lá sớ rồi nhà vua tỉnh, biết đạo Phật là quý mà mình làm, cho nên nhà vua mới cho mời ngài tới. Mời tới ngài sẵn ngài giảng dạy cho nhà vua, nhà vua thức tỉnh rồi rút cái lệnh không còn đài tăng ni về núi nữa, để cho trở lại bình thường. Và sau đó nhà vua thành tâm sám hối bằng cách là làm lễ sám hối, ngài quỳ xuống để tượng Phật Thích Ca ở trên lưng, mà bây giờ ở tại chùa Về Nha ở bên cạnh Đức Phật trên chánh điện đó, có còn cái hình vua Lê Hy Tông quỳ sám hối đó. Thì như vậy cái người cảnh tỉnh được vua là thiền sư Tông Diễm.
Nhưng mà sau này, sau khi nhà vua tỉnh rồi, thì nhà vua bị giết tu hành và kính trọng Phật pháp, cho nên thiền sư Chân Nguyên khi viết cái thiền tâm bản hạnh này, thì đó là lúc nhà vua cũng lớn tuổi rồi, cho nên tôn xưng là ông vua Giác, cho nên gọi là Hoàng Giác, bục sinh Hoàng Giác Lê Gia, là ông vua Phật, ông vua Giác Ngộ ở trời Thần Lên. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy đầu đuôi rất ngọn của sự tình. Nhưng mà thời này là cái thời trong thì triều đình nhà Lê, ngoài thì có chúa Trịnh, triều đình Lê mà Vinh thì Vinh chúa Trịnh, thì có thể vua Lê thời này giống như ngày nay mà chúng ta hay nói cái tổ chức chính trị theo cái lối mà vua, trên là vua, dưới thì có thủ tướng, thì coi như chúa như thủ tướng điều hành hết việc nước. Thì như vậy ở đây là cái thời nhà Lê mà vua Lê Hy Tông là ông vua biết thức tỉnh, biết giác ngộ, cho nên ngài Chân Nguyên tôn xưng như là bụt, như là một ông vua giác ở trong triều Lê. Hiểu vậy thì mới thấy chuyện này. Nhưng mà bên cái bản một của ông Đào Duy Anh hay là của Lê Mạnh Thác phiên âm thì thấy khác hơn một chút. Ở đây là bụt sinh Hoàng Giác Lê Gia, bên kia là bụt sinh Hoàng Đế Lê Gia, bên này là Giác, bên kia là Đế, nó khác một chút đó. Thánh Chúa phổ trị gần xa lai mà. Như vậy thì cái Thánh Chúa là chỉ cho cái Chúa Trịnh cai trị, thì xa gần đều quy phục hết. Như vậy thì kể luôn cái thời nhà Lê, triều đình Lê và Chúa Trịnh cai trị ở ngoài Bắc. Bốn phương khói tắt lửa lan, phong điều vũ thuận dân khang thái bình, được mùa hải yến hà thanh, gia gia nghinh chúc thánh minh cửu trùng cửu trường. Bốn phương lửa tắt, khói tắt lửa lan, lửa lan này, lan là tức là chỉ cho con sói, con chó sói. Hồi xưa mấy người ở biên giới hay là những cái đồn binh ở biên giới thường lấy cái thân của con chó sói để dằn phơi khô, khi nào mà có cái binh biến ở đâu hay tin được, nó liền đốt cái thân đó, lửa nó bốc lên cao, khói nó bay thẳng lên thì cho các cái đồn binh nơi khác biết tin, cũng như là cái báo hiệu để mà cùng cứu trợ nhau. Vì vậy mà nói là bốn phương khói tắt lửa lan, lửa lan tức là lửa phân chó sói. Phong điều vũ thuận dân an thái bình, gió thì điều hòa, mưa thì thuận mùa, nên cho nên dân chúng đều được an khang thái bình. Được mùa hải yến hà thanh, được mùa là trúng mùa, hải yến tức là yến này là chữ yên, tức là biển thì yên, hà là sông, thanh là trong, tức là ngoài biển thì yên lặng, ở sông thì trong trẻo, không có những cái chuyện nghèo đục, không có chuyện sóng gió, để diễn tả cái thời nó tương đối thái bình. Gia gia nghiêm chúc thánh minh cửu trường, tức là nhà nhà đều chúc mừng nhà vua được sống lâu mãi mãi. Dân nông thịnh vượng tầm tầm ta, thóc hán gạo đường đại, ở đây chữ nậm, nhưng mà bên bản kia là chữ nẫm,
đại nhẫn thông niên, nói rằng người nông phu làm ăn thịnh vượng về cái nghề nuôi tầm, trồng dâu và lúa thì lúa Hán, gạo thì gạo đường, tức là nói thời Hán và thời đường là hai cái thời phồn thịnh, dân chúng làm ăn được mùa, nói cho trong Nam là trúng mùa. Đại nẫm thì đúng hơn, chữ nẫm là chữ Hán, nói rằng đại nẫm là cái được mùa nhiều, lúa trúng phong niên, tức là một cái năm là nó rất là an ổn, không nhã. Tuệ Đăng Hòa Thượng Trinh Nguyên trụ trì Lâm Động tự thiền Dược Am, vốn xưa cổ tích Trinh Lam trần triều khai sáng đỉnh nham tu thiền. Bây giờ cái đặc biệt của ngài Tuệ Đăng, ngài tự nói tên mình ra để cho thiên hạ biết, mọi người mới đọc tưởng như ai biết cho tới ngày biết. Tuệ Đăng đó là cái pháp danh, chân nguyên là cái hiệu ngài Tuệ Đăng, và ở tại chùa làm trụ trì chùa Long Động. Chùa Long Động cũng tên là Ê Thiền Dược Am, cái am thiền dược tức là thuốc thiền. Thì cái chỗ này là cái chỗ cổ tích Dinh Lam hồi đời Trần, cho nên đời Trần khai sáng trên đỉnh núi để mà tu thiền. Tiên tử cảnh tựa Tây Thiên, Phật hương chức thánh khỏe bền đế đô, Việt Nam muốn vẽ cửu chu, tôn sùng đạo Phật chợ quê khắp miền, gió thông thổi lọt an nhiên, tinh thần sản nhớ lòng thiền chết ra. Ở đây cái bản này thì để là yên tử, nhưng mà bản năm 1932 thì để là an sơn. Như vậy thì núi yên tử cảnh rất là đẹp, giống như ở bên Tây Trung Trúc. Phần hương tức là thắp hương chúc thánh, tức là chúc tụng nhà vua được khỏe, được bền cái kinh đô. Việt Nam bốn bể cửu châu, tức là bốn bể cửu châu chín châu đó, tôn sùng đạo Phật chợ quê khắp miền, nơi nào cũng tôn sùng đạo Phật hết, ở ngoài thành thị cũng như ở chốn thôn quê. Gió thông thổi lọt an nhiên, tinh thần sản nhớ lòng thiền chết ra, ngồi nghe gió thổi lọt trong am mát rượi, ngài có cái tinh thần sảng khoái liền nhớ chép lại cái sự tích này. Đó là cái lời màu, tức là mở đầu để cao tụng cái thời bình yên. Thật ra thời đó nó bình yên tương đối thôi, vì có chia ra đàng trong đàng ngoài. Đàng trong thì có chúa Nguyễn, đàng ngoài thì có chúa Trịnh và vua Lê. Thì như vậy hai bên ngang tay ngưng chiến, cho nên tương đối bình yên, nhưng mà đất nước vẫn chia đôi chứ chưa phải triệt bình yên. Thì phần hai, cõi gốc thiền tâm, đây là nói về cái nguồn gốc thiền tâm. Trước kể tông phái thiền gia, ai ai học đạo xem hòa biết hay, Tây Thiên Thích Ca là thầy, truyền cho ca diếp cùng thầy An An. Nếu mà kể cái tông phái nhà thiền từ buổi đầu đó, thì ai ai học đạo cũng nên biết được đó. Rõ thế nào ở Tây Thiên, tức là Ấn Độ, Đức Phật Thích Ca là thầy, rồi truyền kế đó là truyền cho ca diếp và ngài A Nan, tức là ca diếp truyền cho ngài A Nan. Tính được thập nhị bát biên,
28 tổ Tây Thiên thở này Đạt Ma tổ hết ở đây để chữ mái, nhưng mà cái bản kinh năm 1932 là chữ mới, là có thể chữ mới là đúng hơn. Đạt Ma tổ mới phương Tây vượt sang Đông Độ truyền ai kệ rằng là chữ mái đó, có thể là chữ mới đúng hơn. Như vậy thì ở Ấn Độ tính ra là 28 vị tổ. Như vậy thì tổ thứ 28 là tổ Đạt Ma từ ở phương Tây, tức là từ Ấn Độ, từ lửa sang Đông Độ, tức là Trung Hoa, truyền ai kệ rằng, tức là truyền và kệ rằng: Ngô Bản Lai Tư Thổ truyền pháp cứu mê tình, nhất qua khai ngũ diệp, kết quả tự nhiên thành. Đây là để nguyên bản chữ Hán. Ngô Bản Lai Tư Độ, tức là Ngô là ta, là tôi. Xưa đến cái cõi này truyền pháp cứu mê tình, truyền pháp để cứu độ những kẻ mê, nhất qua khai ngũ diệp, tức là một cành hoa mà nở ra năm cánh, kết quả tự nhiên thành, tức là cái kết quả nó thành tựu cách tự nhiên. Nguồn cơn tạo đến chân đây, mở truyền giáo pháp làm thầy cứu mê. Đó là cái lý do mà truyền tới ngày nay, do tổ Đạt Ma ngày sang Trung Quốc rồi ngài mới mở truyền lần lần đi tới đến ngày nay, truyền cái giáo pháp này để cứu độ những kẻ mê lầm. Một cây nở được năm chi, khai qua kết quả điều thì chứng nên, tuệ năng tăng, tăng sáng tục liên. Tục liên thì cái bản kia gọi là tục liên. Đạo tính hoằng nhẫn, lục thiền huệ năng, tuệ năng. Đó, thì đây nói một cây, tức là một cành hoa mà nở được năm cánh, khai qua kết quả đều thì chứng nên, đều là thành tựu hết. Thì nhà cái kể như ở Trung Hoa, trước hết là tổ Huệ Cả, kế đó là tổ Tăng Sáng, tiếp tục là tổ Đạo Tính, tổ Hoằng Nhẫn và tổ Tuệ Năng. Như vậy là năm cánh là năm vị tổ ở Trung Hoa. Chư tổ truyền giỏi tâm đăng, Tây Thiên Đông Độ Thiệu Long khắp trời. Các vị tổ truyền cái tâm đăng, ngọn đèn tâm này luôn luôn được tiếp tục. Cho nên từ Ấn Độ sang Trung Hoa đều hưng thạnh khắp nơi, Thiệu Long khắp trời là hưng thạnh khắp nơi. Ngũ gia tâm phái mọi nơi, cái chữ kéo, kéo của cái bản này thì lại là cái chữ khiêu ở cái bản in năm 1932. Chữ khiêu, có lẽ chữ khiêu hay hơn. Đây nó kéo thì đúng là chữ khiêu thì nó rõ. Khiêu đèn trong ngọn, đợi người hữu duyên, chư Phật trở bảo căn nguyên, khẩu thụ tâm truyền bát nhã chính tâm. Như vậy thì chư tổ ngài truyền cái ngọn đèn tâm từ Ấn Độ sang Trung Hoa làm cho hưng thịnh khắp nơi, rồi tiếp đó là ngũ gia tâm phái mọi nơi. Ngũ gia tâm phái tức là các cái tâm phái sau lục tổ, thì ở Trung Hoa đó lập nên năm cái tâm phái. Năm tâm phái là tâm Long Tế, tâm Tào Động, tâm Quy Ngưỡng,
tâm vân mô, tâm pháp nhãn. À, như vậy thì năm tâm thái này đều làm cho cái thiền tâm truyền khắp mọi nơi. Để làm gì? Để khiêu sáng cái ngọn đèn trí tuệ mà đợi cho người hữu duyên họ đến họ gặp để mà họ phát tâm tu hành. Chư Phật trở bảo căn nguyên khẩu thủ tâm truyền bát nhã chính tâm. À, chư Phật thì luôn luôn chỉ trở và chỉ bảo căn nguyên là cái cội nguồn. Chư Phật chỉ bảo cội nguồn, rồi kế đó là miệng thì trao thụ, tức là trao, tâm thì truyền. Trao truyền cái gì? Tức là bát nhã chính tâm. Cái chính tâm bát nhã thì quý vị thấy gọi là bát nhã chính tâm đó, thì nếu chúng ta đọc kỹ trong cái cuốn của Luật Tổ Huệ Năng Pháp Bảo Đàn Kinh ấy, thì ngài kể khi mà gặp Ngũ Tổ thì ngài trình bày kệ, trong đó có câu bản lai vô nhất vật à xứ nhã trần ai đó, thì đó là tinh thần bát nhã đó. Thì bát nhã cứu kính cùng tổ, đó là bản lai vô nhất vật. Vì vậy mà ở đây thì Trấn Nguyên nói chư Phật trở bảo căn nguyên, Phật là chỉ cho mình biết cái nguồn, cái gốc. Còn miệng trao tâm truyền là truyền cái chánh tâm bát nhã bản lai vô nhất vật ấy. Tính một tương cố nhãn đồng, thầy tớ trao lòng đăng chút giao uy. À, tính một tương cố nhãn đồng, tướng một là bốn mắt tương cố là nhìn nhau. À, rồi bốn mắt nhìn nhau, trong đó có một cái thông cảm, một cái nhận định tồn tại, cho nên nhãn đồng. Thì quý vị thấy cái sự truyền thừa này nó đơn giản như chỗ ngài Chân Nguyên đã ngộ nơi ông thầy, tức là ngài Minh Lương. Nên là khi hỏi thì ngài Minh Lương chỉ cần nhìn thẳng, thì ngài Chân Nguyên cũng nhìn lại ông thầy, thì hai thầy trò thông cảm liền. Khi thông cảm liền cho nên liền đảnh lễ. Thì như vậy thông cảm cái gì mà đảnh lễ, thông cảm cái gì mà được truyền tâm ấn, đó là cái chỗ rất là thiết yếu. Quý vị nếu mình nhớ trong thiền tâm, Đức Phật ban đầu thì đưa mình qua sen, phải không? Nhưng mà sau này các tổ thì có khi đưa cành qua xe, có khi không đưa cành qua xe mà đưa cái gì? Có khi đưa cái gậy, có khi thì đưa nắm tay, có khi đưa cái chặt, phải không? Thì như vậy đều là để chỉ cho thấy từ một vật đó mà khi đưa là ngó xuống là ngó đầu. Bởi vậy cho nên mình trên chùa mình thấy người thợ đất họ không khéo, Phật đưa mình qua xem mà coi xuống, coi xuống không thấy ai, có thể thấy ai đâu mà tướng một tướng cố. Đó, đó. Nên cái đó là mấy cái tôi chỉ cho họ thấy. Nhiều khi mấy cái ông thợ đất họ không có biết, giờ mình đặt mình cũng không thông nữa, thì thấy đó, Phật cứ lúc nào coi xuống, đừng coi xuống là chúng, cứ đưa cảnh quan hãy nhìn lại chúng, để coi ai mà nhìn mình mà không cảm được thì mới ứng chứng, phải không? Nhờ nhìn đại chúng thấy này cái nhíp mỉm cười, chứ nếu không nhìn thì làm sao thấy ông mỉm cười được mà sao tâm ánh, phải không? Như vậy thì con mắt ông Phật mình phải sửa một chút. Ngày nó trực lên chứ không phải có xuống đâu. Nói vậy thì cho nó rõ cái ý nghĩa. Thì cái điều này quý vị thấy ở trong nhà đạo có, ở ngoài thế gian cũng có. Mà thế gian mà những người họ có tình ý với nhau thì bốn mắt nhìn nhau thì họ có cảm thông không?
Ta cũng cảm thông về thế, cảm thông theo cái thế tục của họ, thấy không? À, còn ở đây trong nhà đạo vì muốn đem cái tâm tư nguyện vọng của mình, chỗ mình thấy, chỗ mình biết mà trao lại cho cái người đương sự hiện có mặt. Cho nên ngài vừa đưa tiền qua mà vừa nhìn để có ai hiểu được cái tinh thần đó, thì nhìn qua cả đại chúng chỉ thấy cái biết nhìn thật là cười, thì biết là những người này cảm thông mình, cho nên mới truyền tâm ấn. Thì ở đây đến khi mà ngày Vệ Đăng gặp Thiền sư Minh Lương, vừa hỏi cái chuyện mà cái hòn ngọc mà đưa dấu trong đái thì hiện giờ phải làm sao để biết, thì ông chỉ nhìn thẳng vào mặt, thì ông nói nó là hai thầy trò cảm thông liền. Như vậy thì biết ngay ở chỗ lúc thầy trò nhìn nhau đó là thấy được cái hòn ngọc, hòn ngọc dấu trong đái. Thì cái này tôi chỉ nói bóng nó gió thôi, để tôi không nói hết được. Ở vậy cho nên tứ mục tương cố nhãn đồng, thầy tớ cao lòng, đăng chúc giao quy, thầy là ông thầy, tớ là học trò. Cao lòng tức là trong lòng không thông cảm nhau, giống như là cái ánh sáng của cây đuốc, ánh sáng của ngọn đèn, hai ánh sáng nó giao hợp, nó không có chấm, không được nhau. Bẩm đầu cử nhãn ấn tri, cơ quan thấu được thật thì tri âm, đến khi phó pháp truyền tâm, vận dụng trí tuệ hiển thâm nhiều bề. Ở đây cái câu mà đến khi phó pháp truyền tâm thì bản ân kia thì để truyền tôn, thì chữ tâm đúng hơn chữ tôn. Ngài nói Võng đầu là cái gì? Là đầu cái gậy. Võng là đầu cái gậy đó. Võng đầu cử nhãn tức là con mắt nhìn, ấn tri tức là biết để mà truyền tâm ấn cho. Cơ quan thấu được thật thì tri âm, những cái nhiệm màu, những cái kỳ đặc đó hay những cái thủ thuật đặc biệt đó mà người cảm thông được, thấu triệt được thì người đó mới triệt được niềm tri âm, niềm tri âm của mình, phải không? Như vậy thì mình đã là người tri âm, thì đến khi phó pháp truyền tâm, cho nên đến đó rồi thì mới đem cái pháp mà trao, mới truyền cái tâm ấn, vận dụng trí tuệ thiểm thâm nhiều bề. Khi vận dụng trí tuệ ở khi thì cản, khi thì sâu, tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo trường hợp. Thầy mới nói thiểm thâm như thế nào, hoặc là nghiễm tọa vô vi, hoặc là phước ngột dương nghi giao thuần. Giao thuần mà diễn ra thì chữ thần thì đúng hơn, cho nên bản kia là chữ thần, giao thần. Hoặc hiện sư tử tầm thân, quát thét một tiếng xa gần vang quy. Bây giờ các vận dụng trí huệ tuệ để mà trao truyền cho đệ tử thì có khi thì ngài ngồi, ví dụ có khi người thiền khách đến gặp thiền sư thì phanh tay chấp bạch là thừa, thế nào là phanh, thì ngài ngồi là thinh, gọi là nghiễm tọa vô vi đấy, ngồi yên lặng không nói tiếng nào hết. Đó là cũng có lối dùng trí tuệ thiện thâm mà truyền. Hoặc là thước mục là gì? Là chớp mắt, nhướng mắt đó. Hoặc là dương mi là nhướng mày, chớp mắt nhướng mày. Giao thành, chữ thành đúng hơn chữ thuần. Chữ thành là cái gì? Là cái môi, hoặc là cái môi mình nó dao động, hoặc là chớp con mắt, hoặc là nhướng chân mày, hoặc là cái môi mình nó dao động mà không nói,
thì đó là những cái hiện tượng các ngài truyền cho chỉ cho trò. À, thế nào là tổ sư tỉnh độ sai thì cái ngày chớp mắt con ca học không nói gì nữa hết. Và lại thế nào là đại ý Phật pháp dướng mà lên cái thọ, không có nói thêm câu nào hết. Đó là cái phần và là cái miệng chưa muốn nói là giao thành, giao thành tức là cái môi mình nó chớp chớp mình không nói đó. Bất thiện sư tử tằng thanh quát thét một tiếng xa gần ban huy, tức là thể hiện sư tử tằng thanh, tức là sư tử mà nó gầm á, như tiếng gầm sư tử. Mà hiện sư tử tằng thanh bằng cách nào? Như ngài Lập Tế thì hỏi thế nào là Phật, thì ngài im lặng ngài hét một tiếng cũng biết đâu ta. Đó là sư tử tằng thanh đó. Như vậy thì cái lối truyền thiền, giải thiền với chư tổ ngày xưa, các ngài không có nói nên lời, mà có khi thì im lặng, ở khi thì chớp mắt, ở khi thì nhướng mày, ở khi thì giao hai cái môi nó chuyển động, ở khi thì hét, vân vân. Ai khôn xem đấy sáng thì hội ngộ tự tính tức thì chứng nên, thở xưa hội cả kỳ viên, bụt cầm một đóa hoa sen dơ bài, ca diếp trí tuệ cao tai, liền ngộ tự tính bằng nai mỉm cười. Cái câu này nó ca diếp trí tuệ cao tai, ở đây nó là cao tai, nhưng mà bản in năm 1932 thì nó là khôn thai, thì chữ cao tai là cao thể ấm, thì nó mới có thể hay. Ai khôn xem đấy xá nghị, nếu người nào có trí tuệ thì khi xem những cái hiện tượng thì các ngài dùng để mà chỉ là, hoặc là nhướng mày, hoặc là chớp mắt, hoặc là cái miệng nó dao động, thì những cái đó mình thấy vậy thì mình nhận ra. Cho nên á, hội ngộ tự tính tức thì chứng lên, nghĩa là ai mà khôn ai mà khéo thì thấy như vậy thì nhận ra được, chứ không có sao. Rồi mới kể lại thời xưa ở trên hội kỳ viên. Đúng ra thì cái ở nói hội kỳ viên này thì nó khác hơn cái chỗ khác. Chỗ khác thì nói cái hội đó kỳ viên là hội nào? Kỳ viên là cái hội của ở chỗ có ông cấp Bồ Đề, phải không? Vườn cấp Bồ Đề. Nhưng mà ở trong kinh, trong sách thì nói ở trên cái núi Lương Thước thì nó hợp hơn. Thì có lẽ rằng ngày xưa thì các ngài ít có cơ hội để mà khảo sát lịch sử của nước ngoài, cho nên không rõ cái chỗ đó. Kỳ viên nó ở một nơi khác, núi Lương Thước ở nơi khác, trên hai cái nó không phải là một. Trên chỗ này thở xưa hội cả Linh Sơn thì đúng hơn, phải không? Hội cả Linh Sơn thì đúng hơn là kỳ viên. Bụt cầm một đóa hoa sen dơ bài, ca diếp trí tuệ cao tai, liễu ngộ tự tính bằng nai mỉm cười. Như vậy thì Phở Phật ở trên hội Linh Sơn đưa cành hoa sen lên, thì ngài ca diếp do trí tuệ sâu, do cái tài phi thường của ngài mà nhìn thấy ngài liền ngộ được tự tính, nên ngài mỉm cười. Thì cái cười của ngài là ngài ngộ được tự tính mà cười, chứ không phải là cái cười để thấy Phật nhìn mình cười. Đó là ngộ được tự tính mà mỉm cười.
trần trần sát sát Như Lai, chúng sinh mỗi người mỗi có hoa sen, hoa là vốn tính tạm viên, bao hàm thiên địa dưới trên cùng bằng. Thì mấy cái câu này hai bản nó có khác nhau. Như nói rằng hoa là vốn tính tạm viên, thì ở bản kia nói rằng hoa là bản tính tự nhiên. Thành mà bản tính tự nhiên nó không bằng vốn tính tạm viên. Vốn tính tạm viên nó hay hơn. Tại sao? Nói rằng khi mà ngài ngộ rồi thì trần trần sát sát Như Lai, nghĩa là cái trần là bụi, sát là cõi, Như Lai là Phật, tức là cõi Phật nhiều như số bụi, số cát. Chúng sinh mỗi người mỗi có hoa sen, nghĩa là cát cõi Phật nhiều trùng trùng điệp điệp, mà chúng sinh ở trong cát cõi đó người nào cũng có hoa sen hết, phải không? Không phải chỉ tổ cây kiến mới có hoa sen, mà ai ai cũng có hoa sen. Hoa sen là gì? Thì các nghĩa hoa là vốn tính tạm viên. Hoa sen là chỉ cho cái tính lặng lẽ trùng khác, khác chữ viên là tròn, nhưng mà có nghĩa là trùng, cái tính mà nó trùng khác, vốn là cái tính trùng khác, bao hàm thiên địa dưới trên cùng bằng. Thì cái tính tạm viên đó nó bao trùm cả trời cả đất, trên dưới đều trùm hết, không có thiếu sót. Thì đó là chỉ cho cái thể tánh chân thật của mỗi người, tạm dùng cái từ cái hình ảnh là hoa sen. Như vậy thì cái tánh giác này không phải riêng ngài Ca Diếp có, mà tất cả ai chúng sinh cõi nào cũng có cái tánh giác đó hết, chứ không riêng một người nào. Ở đâu, ở trên cõi trời, ở dưới phàm tục, đâu đâu cũng có cái tánh giác đó hết, chứ không đâu thiếu. Hậu học đà biết hay chăng, tâm qua ứng miệng nói năng mọi lời, thiên liên ứng khắp mọi nơi, lục căn vận dụng trong ngoài thần thông, chân qua sắc tức thị không, không tức thị sắc thể đồng như như. Thì những cái câu này nhà nói cái lý đạo rất là thiết yếu. Nhà nói rằng kẻ hậu học có biết hay chưa? Kẻ hậu học là như ai? Như những người đang ngồi đây thuộc về loại hậu học đó, hàng hậu học, tức là những người học sao, có biết hay không, biết thế nào? Tâm qua, cái qua tâm đó, ứng miệng nói năng mọi lời, mình biết nói, biết ăn, biết uống trà, vân vân, đó là do cái tâm qua ứng ra. Chứ tự cái miệng không, nó không biết mấy cái đó. Như vậy thì đúng như cái câu mà hôm trước tôi dẫn thiền sư Huệ Hải tới hỏi Mã Tổ. Khi mà hỏi nó đi đâu thì ngài nói đi cầu được pháp. Nói trong đây ta không có một pháp lấy gì cầu, thì ngươi bỏ kho báu nhà mình chạy đi khác mà tìm, tìm được vật gì? Ngài Vệ Hải hỏi cái gì là kho báu nhà mình. Ngài trả lời là cái ông hỏi ta đó, phải không? Cái ông hỏi ta đó, thì cái đó ở đây có người nào không có không? Có người nào không biết hỏi không? Có không? Hay nói khác đi, có người nào không biết nói không? Hay nói khác hơn nữa, có người nào không biết uống nước không? Có người nào không biết ăn cơm không? Ai cũng uống nước, ai cũng ăn cơm, ai cũng biết nói, ai cũng biết hỏi, mà sao lại không thấy được cái tâm hoa?
mà chỉ thấy có nước, có cơm, phải không? Thấy có nước, có cơm mà không thấy được tâm hoa. Chứ ngay nơi cái uống nước, cái ăn cơm, cái nói năng đều từ cái tâm hoa nó phát hiện. Không có cái đó thì mấy cái kia không có. Như vậy thì ở đây ngày Chân Nguyên này cũng nói rõ ra nó giấu giếm ở đâu à. Cho nên cái tâm hoa đó nó là thiêng liêng lắm, nó ứng ra khắp mọi nơi. Mọi nơi như cái gì? Lục căn vận dụng trong ngoài thần thông à. Sáu căn vận dụng trong ngoài được có thần thông hết. Quý vị tu có thích thần thông không? Có thích không? Tôi thích lắm chứ. Ai nói thần thông biết bay, biết biến hóa. Thần thông là sáu căn vận dụng mà không chướng, không ngại. Đó là thần thông. Cho nên nó lục căn vận dụng trong ngoài thần thông. Thì như vậy sáu căn mình có hai cái tên. Một tên là sáu căn là thần thông, lục thông. Còn một tên nữa sáu căn là lục tạng à. Như vậy thì cũng sáu căn, một bên là thần thông, một bên là lục tạng. Quý vị nghĩ sao? Bây giờ nói thật thà, đừng có e dè. Sáu căn quý vị hiện giờ là lục thông hay là lục tạng? Nói thật thà. Tại sao mà sáu căn mà mình không để lục thông cho nó khỏe, để lục tạng chi cho cực dễ? Tại sao nó thành lục tạng? Tại vì con mắt nhìn đó thì luôn luôn nhìn thích cái đẹp, phải không? Ghét cái xấu thì đó là lục tạng. Bởi vì thích cái đẹp thì nó đi tìm, đi kiếm, đó là lục tạng. Tai nghe tiếng là thích lời khen và ghét cái tiếng chê, lục tạng không? Mũi ngửi mùi thì cái gì thơm thì hứng mũi, ngửi cho kỹ, cái gì hôi cho bịt mũi, phải không? Tạc không? Rồi lưỡi thì cái gì ngon đưa vô thì nó nuốt ngon lành, cái gì dở đưa vô cái thì muốn nhận, phải không? Đó, thì như vậy có phải tạc chưa? Sáu cái đó nó làm mình bệnh cả ngày à. Cứ dẫn mình chạy chỗ này, dẫn mình chạy chỗ kia, không cho mình đi, không phải lục tạc là gì. Còn bây giờ nếu sáu cái đó mà nó thông suốt, tự tại, không dính, không kẹt gì hết, là lục thông. Vậy thông là suốt, không kẹt, không mắc. Bây giờ thấy sắc là sắc, nghe tiếng là tiếng, cái gì cả nấy, ra cái nấy mà không dính hết trên. Thì như vậy, đi giữa chợ về không biết nó nói gì, không biết có cái gì trước mắt mình. Như vậy không thông là gì? Bởi vậy cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy, ngài A Nan hỏi về cái nguồn gốc của phiền não và cái nguồn gốc của bồ đề, thì Phật trả lời sáu căn của ông là nguồn gốc của phiền não, mà sáu căn của ông cũng là nguồn gốc của bồ đề. Như vậy thì nếu sáu căn mà chúng ta dung dưỡng lục tạc ấy, thì đó là nguồn gốc phiền não. Sáu căn mà chúng ta sống đúng với lục thông đó, thì đó là nguồn gốc bồ đề. Cái gì? Như vậy tìm bồ đề ở đâu? Quý vị tìm ở đâu? Ở trong tâm thì khó tìm hơn là ở tai, ở mắt, ở mũi, ở lưỡi, phải không? Làm sao mà nghe người ta khen, bị người ta chê, mình vẫn thản nhiên tự tại, đó bồ đề mất rồi. Phải kiếm đâu? Phải chạy ngược thì xuôi lên non núi gì hết, phải không? Nghe người ta khen mình cũng thản nhiên, bị người ta chê mình cũng thản nhiên, biết khen biết chê mà không có dính.
đó là Bồ Đề. À, thấy cái đẹp, thấy cái xấu, cũng thản nhiên, không dính, không kẹt, đó là Bồ Đề. Như vậy thì Bồ Đề ngay trước mắt mình để đâu xa. Như vậy thì chúng ta đâu phải bịt mắt, đâu phải bịt tai để cho mình được yên. Chính mắt thấy, chính tai nghe mà vẫn yên, đó mới là thứ yên thiện. Còn bịt mắt bịt tai mà yên á thì yên tạm thời, giả hiệu. Nó mở mắt ra, buông tay ra thì nó hết yên. Bởi vậy nên mình tu phải tu cho thiệt, tập cho đúng, đừng có đi lệ, đừng đi sai. Như vậy thì sáu căn là thần thông, sáu căn cũng là lục tặc. Thì bây giờ ai lỡ để sáu căn thành lục tặc đó thì nên sao? Nên chuyển cho thành lục thông nha, chứ đừng có để thành lục tặc suốt đời. Nếu thành lục tặc suốt đời thì sau khi nhắm mắt nó là sao? Thì sáu cái chú giặc đó nó dẫn mình đi chơi. Chơi nào là địa ngục ác thì đôi gì cũng chứ hết, phải làm đi dạo các cái cảnh địa ngục. Còn nếu mà thành sáu thông rồi thì khi nhắm mắt thì không vong tự tại, khắp cả muôn cõi trên thế gian này không dính cho cõi nào. Bởi vậy trên ngài mới nói tiếp: thiên liên ứng khắp mọi nơi, lục căn vận dụng trong ngoài thành thông. Cái lục căn mình đã có tâm qua, nó ứng nghiệm các thiên liên, các màu nhiệm rồi, nếu mình kéo dùng thì nó là thành thông. Chân qua sắc tức thị không, không tức thị sắc, để đồng như như, thể đồng như như. Cái chân qua tức là đứng về mặt tánh giác, thì sắc tức là không, không tức là sắc. Còn bây giờ mình do cái tâm mê muội cho nên sắc không phải không, thì không cũng không phải sắc, mỗi cái duyên ha. Thấy sắc không khác không, không chẳng khác sắc, là thấy với con mắt trí tuệ chân qua. Còn thấy sắc riêng không riêng, đó là phải thấy theo con mắt mê muội phạm tục. Mà nếu thấy đúng cái con mắt chân qua đó thì đó các pháp sắc không, cái thể nó đều là như như hết, chứ không có gì khác, không có gì lạ. Tam thế chư Phật tổ sư tứ mục tương cố thị cừ thiền cơ. Tam thế là ba đời, chư Phật, chư tổ sư đều bốn mắt nhìn nhau đó, đó là cái mái thiền chứ không có gì lạ. Như vậy thì ngài ngộ từ tứ mục tương cố đã lên một đoạn, thì ngài dẫn cái đó làm cái gốc để cho chúng ta thấy. Thì nãy giờ chúng ta đã thấy ai chạm nói về tứ mục tương cố rồi. Ai chưa tín thủ còn ngờ, thỉnh kinh Lăng Già quyển nhị hòa trong. Ở trong kia thì nó hòa nung cái quyển cái bộ sách mà tên năm 1932 này, thì chỉ trong gọi là chữ nung. Ở đây tôi cũng mất hết mấy tiếng đồng hồ với câu này. Nếu là ai mà chưa tin nhận còn nghi ngờ thì xin thỉnh kinh Lăng Già quyển 2 mà xem thì biết là biết, nhưng mà sự thật tôi tra trong Lăng Già Phong Ấn quyển 1, quyển 2 tìm không ra. Mãi tôi đọc tới quyển 3, cuối quyển 3 mới thấy cái đoạn này. Thì bởi vì cái đoạn này, cái đoạn mà Phật dạy ngài Bồ Tát Đại Huệ, Phật nói rằng không phải tất cả cõi nước ở trong cái vũ trụ này đều dùng ngôn ngữ để thuyết pháp, mà có những cõi nước người ta nhìn cái ngộ đạo,
đó cõi nước thấy một cái cành hoa cái ngộ đạo, có cõi nước mời ăn bữa cơm cái ngộ đạo, có cõi nước thì chỉ cần xúc chạm cái ngộ đạo, vân vân. Thành như vậy thì không phải chỉ dùng cái ngôn ngữ mới là nói được đạo lý. Rồi trong kinh Nam Già của cái đoạn đó, Phật nói rằng như ở thế gian này, các ngươi nhìn coi con kiến nó nói gì với nhau, mà nó tổ chức thành tổ kiến rất chu đáo. Con kiến có biết nói không? Mà nó sắp đặt thằng nào làm cái gì thì chuyện nó làm rất chu đáo. Thì như vậy đâu cái lời nói mới sử dụng được. Các con bạn có nhiều con cũng không có nói được, mà nó cũng biết tổ chức. Thì như vậy ngôn ngữ là cái phương tiện, chúng ta cứ ngỡ rằng chỉ có ngôn ngữ mới thuyết pháp được, thực ra tất cả cái hành động nào cũng có thể là thuyết pháp được, vì tâm hoa nó hiện ứng hiện trong các hành động, chứ không riêng gì ở miệng, ở lưỡi mới nói tâm. Bởi vậy nên đọc khuyên, ngày khuyên mình nên đọc cái đây là cuối quyển ba Lâm vào tâm ấn. Cuối quyển ba chứ không phải là quyển hai. Tự nhiên đốn ngộ tâm tâm, kẻo tìm kinh giáo luống trong lâu ngày. Nếu mà quý vị có hiểu cho rõ thì coi kinh Lâm vào tâm ấn quyển ba, cuối quyển ba đó, thì thiền ngộ được tâm tâm, chứ còn tìm các kinh khác thì luống công lâu ngày vô ích. Giáo là kinh lục kể bài, giấy mực văn tự chất đầy hà sa. Tâm là nguyên tự tính ta, vốn vô nhất vật, lặng hòa tư linh. Đây là mấy cái chữ nó có khác đối với cái bản kia. Chữ là tâm là nguyên tự tính ta, thì bản kia nó là tự tính của tính của ta. Còn vốn vô nhất vật lặng hòa hư linh, thì bản kia chữ lặng ở đây bản kia là chữ sáng, sáng hòa hư linh. Thì đây tôi sẽ giảng cho quý vị thấy. Nếu mà mình coi, mình khéo nhìn qua kỹ cái lời Phật dạy trong cái đoạn cuối quyển ba kinh Lâm Già, thì mới thấy rằng cái tâm tâm là thiền tâm đó, muốn đốn ngộ không phải chỉ ngôn ngữ thôi, mà mọi cái hành động khéo đều đốn ngộ. Thì chúng ta thấy như có thiền sư, thì như ngài Hương Nghiêm thì lượm cục sỏi chọi đúng cái cây tre, nghe cái cốc, cái ngộ đạo, phải không? Thì nó ngộ từ cái tiếng chạm đá chạm vào cái cây, nghe cái cốc cái ngộ. Còn mình lưng tay mình thấy qua đào nở cái ngộ. Mà như vậy thì đâu phải nói mấy gì, đâu có nói pháp gì đâu, phải không? Như vậy cũng khổ đạo. Vậy thì mới thấy rằng người khéo thì ở sáu căn chúng ta khi chín mùi rồi, cái duyên gì tới thì bỗng duyên nó sáng ra thôi. Bây giờ mới nói giáo là gì, kinh là gì. Giáo là kinh luật kể ra, nói là giáo để đối với tâm và thiền. Nói giáo là nói những cái quyển kinh của Phật dạy, những cái quyển luật của các cái tổ, luật và luận đó, các tổ giải thích. Thì những cái quyển đó giấy mực văn tự chất đầy hà sa, nên là viết thành ra tập sách chứa đầy cả kho cả tủ, đọc không hết. Tâm là gì? Tâm là nguyên tự tính ta, thì tập tự tính ta thì đúng hơn. Nói tới tâm tức là nói tới thiền, thiền là chỉ thẳng cái tự tính của chính mình, chứ không có gì lạ hết. Vốn cái tự tính của mình, tự tính là cái tính giác của chính mình, hay là nó cái tâm hoa của chính mình, ai cũng sẵn, ai cũng có đó. Cho nên nó là tự tính ta, vốn vô nhất vật, lặng hòa tư linh. Nghĩa là cái đó nó không phải một cái vật
gì hết, cho nên vốn không cũng không có một vật. Lặng là lặng lẽ, và hư linh, hư là rỗng, hình linh là sáng, nó lặng lẽ rỗng sáng, thì cái đó là cái tự tính của mình. Bởi vậy cho nên quý vị mới thấy cái chủ trương của tôi bắt quý vị ngồi thiền, mà ngồi thiền tới bao giờ cho quý vị nghỉ? Quý vị biết tới chừng nào cho nghỉ thôi? Không lẽ cứ bắt ngồi hoài, ngồi cho tới già cầm đứng sao? Tôi không bắt quý vị ngồi tới già để cầm lưng, mà tôi nghĩ rằng quý vị càng ngồi lâu thì quý vị càng sáng, càng sáng thì quý vị càng phấn khởi nhịp ngọt. Chứ không phải tôi bắt ngồi. Bởi sao vậy? Bởi vì sáu căn của chúng ta ngày nay nó thành luật tặc á. Tự sáu căn nó không thành luật tặc, mà nó năm căn trước, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nó không phải luật tặc, mà chỉ có cái chiếc chú ý này hợp tác, cái năm chú trên nó thành luật tặc. Như giờ con mắt quý vị nhìn cái hoa, cái giữa hoa ở trên đó, nhìn vậy thấy vậy thôi thì có luật tặc không? Nhưng mà đâu có ai chịu nhìn ngay đó, nhìn ở hoa hồng hiểu gì, tên gì, đẹp hay xấu, và nhìn thời cái ke hoặc là che, đó là thành luật tặc. Như vậy thì cái đẹp xấu hay che đó là cái cộng tác của ý, chứ tự căn nó không có thành luật tặc. Mà chú ý này á, thì chú luôn luôn chạy ra lỗ tai, chạy ra mũi, chạy ra mắt, chạy tứ tung luôn, chạy liên tục, chạy không ngừng. Quý vị thấy có lúc nào nó nghĩ không? Bởi vì cho nên có nhiều người cứ nói thầy bắt ngồi thiền thấy trọng tưởng không à, để con đi ra ngoài rừng thông, con đứng con chơi, nhìn thông, nhìn chiêm được nó bộ thoải mái, nó yên lặng hơn, cần ngồi cái thấy trọng tưởng. Mà thiệt ra tại vì nó đưa chạy theo mắt cái nhìn cái đó, rồi nhìn cái thông à, thông đẹp rồi ngày kia, thì lúc đó cái ý nó mới chạy, nó hướng về con mắt để nó nhìn, thì đó mới thấy cái vọng tưởng, phải không? Rồi nghe chim kêu và nghe cái tiếng chim gì hay hay, nó nghe đó thì nó đã chạy theo lỗ tai rồi, thì đâu còn thấy vọng tưởng nữa, nhưng nó đã hợp tác với cái kia rồi nên không thấy. Còn bây giờ ngồi nó xuống rồi khi cầm mắt nó mờ mờ thì mắt cũng không thấy, lỗ tai cũng không được nghe gì, lỗ mũi cũng không ngửi gì, thì giờ có cái gì đâu để nó hợp tác, thì cho nên nó vậy, không nó vậy nhảy lên nhảy xuống rồi đi xuôi được đó ngồi, cho nên lúc đó mình thấy sao ngồi lại cái nó thuyết tục cái này, cái con khỉ cái trong nó chạy theo mấy cái kia, nó hợp tác với cái cằn kia thì nó yên, thì nó đương giữa, nó đương yếu đánh thì nó yên, nhưng bây giờ cũng trong nó yếu gì hết, có mình nó thì nó quậy. Vậy nó thấy nó trong khi nó lăn thăng lộn xộn đó, mình chinh phục được nó thì gọi là con khỉ ngủ. Con khỉ ngủ rồi thì chừng đó nó hết hợp tác với các căn, thì chừng đó mới được tự tại. Cho nên cái giai đoạn đầu là giai đoạn đang xiềng con khỉ. Ông khỉ ở rừng chứ phải con khỉ nuôi. Ông khỉ nuôi đây mà chịu không được, huống nữa con khỉ ở rừng. Thế vậy thì đây xiềng nó cứ nhảy tứ đâu, không cho mình đi được lúc nào hết. Ngồi một tiếng nó hồ ra, kể lại không có lúc nào đi. Thấy cái này tới kia, cái kia tới cái nọ. Đó là tại vì không chỗ cho nó chạy thì nó phải quậy, không có gì lạ đâu. Như vậy thì thấy nó vậy, cười à cho chú vậy. Chú vậy mà tôi thành theo chú vậy đã là chú mệt, chú ngủ chứ gì. Như vậy thì không có gì để sợ nó. Còn người con biết là thấy nó đang tăng vậy, ủa sao mình đi chơi mà mình không có chẩn tưởng, nó ngồi chỗ thì tưởng quá chừng, mình tưởng như vậy là hay kia là hay. À,
nó không ngờ gì đi nó mắc dây chạy sao mấy cái kia để nó ngắm thì nhìn hoặc là nó nghe ngóng nó đâu có lãnh nó vậy. Và bây giờ không có chỗ nào nó tựa hết thì nó phải nổi loạn lên. Nổi loạn thì mình thấy nên mình mới điều phục được đó. Vì vậy mà nó hiểu rằng tại sao mình ngồi thiền, là ngồi thiền trong khi nó còn đưa quậy đây á thì sẽ là khổ, phải không? Không có yên cái nào, vừa đau chân nè, vừa nó lăn xăng kèm không được, biết thì cũng phát hòa, cũng muốn xả tiền chơi từ rồi, phải không? Nhưng mà mình cố gắng bình yên trong lòng mình một chút nào thì nó nhẹ một chút ấy. Để chừng nào mà nó mụ khò rồi chừng đó ngồi bao lâu cũng thấy hẳn hơi tự tại thì chừng đó tôi không khuyên quý vị ngồi, quý vị cũng ráng xếp bồ đoàn đi ngồi. Chị ngồi nó hẳn hơi, nó tự tại quá, nó ngồi chiếc đũa, phải không? Đó, cho nên Đức Phật đó sau khi thành Phật rồi, Ngài còn ngồi thiền không? À, sau khi các thị về, ở tay sau, thì dắt cái tạo cụ lên cha, cho đi vô đình ngồi thiền. Rồi các thị kêu hỏi Phật, Ngài thành Phật rồi, để ngồi thiền làm gì? Bởi vì tụi con chưa có ngộ đạo chưa thành Phật, Phật dạy tụi con ngồi thiền để được định, rồi trí tuệ sáng ngộ đạo. Con trai đến ngộ đạo rồi, ngồi làm gì chứ dưới? Thì Phật nói rằng, ta ngồi với hai mục đích, một là cho khỏe, hai là để cho đệ tử ta thấy rằng Phật thành Phật rồi mà Ngài còn tọa thiền. Hướng mình còn chúng sinh cũng chưa to tiếng, phải không? Sáng bắt chiếc mà ngồi. Thì như vậy lúc đó Ngài ngồi là được khỏe, được khỏe cho nên Ngài biết ngồi ở ngoài trí nó vô ích. Và mình bây giờ vì ngồi nó kịch quá nên bắt buộc tới giờ phải ngồi chương chương ngồi thiền rồi mà cũng còn đi chậm 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 để được phút nào mình cũng thấy. Đó là cái hiện tượng bây giờ. Bởi vậy nên rồi những người có rất nhiều rầy hoài cũng tại chỗ đó biết thầy thấy biết lắm, tại vì ta nghe cho nên từ từ và nghe lắc chuông xả cái từ xong đó hợp lý không có chậm nữa. Thành ra hai cái thái độ thấy rõ lắm, thái độ đi bắt đầu đi phân hồi, thái độ được xả thì hai cái thấy rõ ràng cái tinh thần người ta thế nào nó hiện ra. Đó là cái chỗ mà cụ thể. Bây giờ cái con khỉ quý vị nó đưa lăn sang, nó đưa nhào đưa lộ, bây giờ quý vị nhìn nó thấy nó để mà chế ngự nó. Một khi nào nó nằm yên nó ngủ rồi thì lúc đó ngồi còn chế ngự gì nữa, thì ngồi cái thoải mái thảnh thơi nghe nó nhẹ. Mà khi mới đầu nó bực bội trong người mình vì cái tâm nó lăn xăng rồi mình cố kềm chế, cho nên vừa là bị chân đau vừa là bị cố tình kềm chế, cho nên trong ngoài nó bức bách nó nhọc. Rồi tới chuyện trong mà nó lặng yên nó thảnh thơi rồi thì ở ngoài cũng nhẹ nhàng, thì lúc đó thích ngồi hơn ở ngoài. Đó là tôi nói cái ý nghĩa ngồi thiền cho quý vị thấy hiểu cho thật rõ, thì chúng ta làm việc nó không có cái chán cái mệt mỏi. Đây bây giờ cho nên cái mà thiền là gì là tự tính của mình chứ không gì hết, mà thiền cái tự tính đó nó không có một cái vật chất hình tướng, cho nên nó lặng lẽ và rỗng sáng. Lặng lẽ rỗng sáng. Thuở xưa trời đất chưa sinh, cha mẹ chưa có, thật mình chân không. Như vậy thì cái vô nhất vật này khi chưa có trời đất nó đã có, khi chưa cha mẹ chưa sinh nó đã có, mà lúc đó có gọi nó là gì? Là chân không. Tại sao chân không? Vì nó không có hình tướng cho nên nó là không, mà nó là một cái lặng lẽ sáng suốt cho nên nó là hiện tiền chân thật, vì vậy mình gọi là chân không. Chẳng có tướng mạo hình dung
tịch quan phổ chiếu viên đầm thái hư. Bởi vì cái thể chân không này hay là cái tự tính của mình đó, nó không có hình dung, không có tướng mạo. Bởi không hình dung, không tướng mạo, cho nên nó sáng khắp hết, nó tròn đầm như thái hư, như không. Như tôi thường hay nói hoài, tôi nói rằng cái gì có tướng thì cái đó có giới hạn. Dù to như quả núi, nó cũng có cái giới hạn của quả núi. Còn cái không có tướng mạo thì lấy gì làm giới hạn? Mà không giới hạn thì nó trùng khắp. Thì cái tâm chân thật hay là tự tính của mình, nó sáng mà không có hình tướng, nó sáng trước không hình trước, cho nên nó trùng khắp, không có chỗ nào ngăn che nó được hết. Đó, vì vậy mà nói đồng, viên đồng thái hư, tức là tròn đồng như hư không. Thánh phàm vô kiến vô dư, bất sinh bất diệt như Như Di Đà. Như vậy thì cái thể tánh trong sáng mà không hình tướng đó, nơi phàm, nơi thánh cũng không có chỗ nào là thiếu. Chữ kiến là thiếu, dư là thừa. Không ai thiếu, cũng không ai thừa, ai cũng sẵn có hết. Nó là không sinh, là không diệt, cho nên gọi là Như Như Di Đà. Bởi vì sau cái thời trần, tới cái thời mạt, rồi tới cái thời Minh Hoa Cai Trị, rồi tới thời Lê, Hậu Lê, thì cái thời đó thiền đã suy yếu, cho nên người ta hướng về tịnh độ. Bởi hướng về tịnh độ, cho nên ở đây Ngài nói thiền, mà Ngài cũng xoay qua cái từ của tịnh độ là Phật A Di Đà. Như vậy Phật Di Đà ở đây không nói Đức Phật Di Đà ở Tây Phương, mà Đức Phật Di Đà của tự tính. Bởi vì chữ Di Đà, A Di Đà đó là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là vô lượng thọ, vô lượng quang, nghĩa là sống lâu vô lượng và sáng suốt vô lượng. Sống lâu vô lượng là bất sanh bất diệt, sáng suốt vô lượng là luôn luôn thường giác chứ không có mê. Như vậy tự tánh Di Đà là cái tánh giác bất sanh bất diệt của mình chứ không có gì khác. Liễu tri vạn pháp không qua văn tự ngôn ngữ, ấy là vọng duyên. Nếu mình thấu xuống rằng vô pháp ở giữa thế gian này như hoa đớn trong hư không có cái gì là thiệt, thì ngôn ngữ văn tự đó là cái vọng duyên chứ có cái thật đâu. Chân như tính vốn thiên nhiên, vô tạo vô tác căn nguyên của nhà. Về cái tính chân như, nó vốn là sẵn vậy, không phải cái gì làm ra, không có cái gì tạo tác, cho nên nó là của chính mình, là cái cội nguồn của chính mình chứ không có gì khác hết. Như vậy thì mới thấy rằng tất cả chúng ta có sẵn cái tự tính sáng suốt, mà tự tính sáng suốt đó nó không có ai làm, cũng không có ai tạo, mà chính nó sẵn. Bởi vậy cho nên ngày nay chúng ta tu, tất cả cái vọng tưởng, tất cả những cái hành động đều là cái sinh diệt, vì nó có cái duyên mới khởi, có cái duyên mới sanh. Cái do duyên khởi, cái do duyên sinh, cho nên nó không có thiệt. Bây giờ chúng ta thấy rõ cái không thiệt đó, mình không bị nó làm cho mình mê lầm, không bị nó làm cho mình mù tối đi, thì mình sẽ sống trở lại cái sẵn thanh tịnh của chính mình. Bây giờ tôi nói một cái ví dụ thật nhỏ để cho quý vị thấy. Như con mắt của chúng ta hiện giờ nhìn thấy, thì tất cả quý vị nhìn lên cái hoa hồng này, nó là màu trắng, màu đen hay là màu vàng?
có người nào nhìn thấy cái này là màu trắng màu đen không? Ai cũng thấy nó là hoa hồng màu vàng đó. Như vậy thì cái thấy đó nó như nhau, nhưng mà chẳng thấy màu hồng màu vàng đó, đó thì nó giống nhau, nhưng mà qua cái đẹp xấu đó thì nó khác nhau, phải không? Người đánh giá cái này đẹp, người đánh giá cái này xấu. Tại sao người này nói xấu thì nó đẹp? Thì lúc đó lôi cái ký ức của mình ra. Hôm trước mình thấy qua hồng đông nó to hơn à, cho nên giờ thấy cái nhỏ thì cái to đó là đẹp, cái này nhỏ nó xấu. Thì đó là do cái ký ức mình đã thấy lôi ra để so sánh. Và mình thấy cái này đẹp là tại hồi đó giờ nó chưa từng thấy cái nào như cái này à, không thấy. Và họ thấy qua hồng như kiểu ở dưới thường chiếu đó nhỏ thiếu mà nó rời rạc. Bây giờ lên thấy cái này, cái bộ nó xung theo đó, thì cái kia xấu, cái này đẹp. Như vậy thì nói xấu, nói đẹp là không còn cái thấy chân thật buổi ban đầu, mở qua cái chặng thứ hai, lôi ký ức ra để so sánh đối chiếu, thì những cái đó là những cái sinh diệt hư dối do cái bóng dáng của sáu trần mình còn tích lũy để đem ra mà so sánh không có thiệt. Còn chỉ nhìn với cái hiện tượng đó thì ai nhìn cũng như ai. Thì như vậy tất cả 100 người nhìn một cái hoa hồng cũng thấy như nhau hết, cái chạm đầu cũng như nhau. Thì thấy như nhau đó thì cái tánh đó đồng không à, như vậy thì chúng ta có một cái tánh hằng hữu giống nhau, nhưng mà khởi so sánh thì nó khác, không khác. Như vậy mới thấy cái so sánh là nghiệp, là thói quen đối đãi, cho nên cái khác là khác do nghiệp, chứ còn cái thực thể không có khác. À, hiểu vậy thì quý vị thấy chúng ta đã sẵn có cái tự tánh thiên nhiên sẵn vậy, không phải làm ra. Còn cái phân biệt đối đãi là cái làm ra, đem cái này so sánh cái kia à. Hiểu như vậy rồi mình mới thấy rõ rằng nơi mình có sẵn cái đó, mà cái có sẵn đó thì chúng ta lại quên, chúng ta lại nhớ những cái lăng xăng so sánh đối đãi để được dùng cái đó làm mình, rồi mất quên mất cái thật của mình. Vì vậy mà tu là để dẹp cái lăng xăng đó, để cho cái chân thật nó hiện ra thôi, chứ không phải tìm Phật ở đâu hết. Vì vậy mà nói Phật tánh, tức là cái tánh giác sẵn có của mình. Xem kinh một khốc còn xa, ở bên kia thì nó là thuyết niệm cơ tổ bảo sát na biết rồi, ngộ tính không tịch thì thôi, chẳng lạ chi lời ứng đáp tiêu hao. À, mình xem kinh lời Phật nói thì còn phải suy gẫm, nó còn xa thôi, chứ còn mình nghiệm lại cái cơ của khổ dạy chỉ trong sát na liền biết. À, biết rồi là ngộ được tự tính, mà ngộ tự tính là đủ, không còn gì tìm kiếm gì nữa hết. Cho nên à, ngộ tính không tịch thì thôi á, chẳng lạ chi lời vấn đáp tiêu hao. Thì đối với những cái lời hỏi qua thưa lại, nó không có gì lạ lùng, không có gì là kỳ đặc hết. Mình ngộ rồi thì thấy nó rất là dễ. Cơ quan thuận nghịch thấp cao, những sự quyển trí chiêm bao đặt làm, đại vi thuyết pháp chỉ nam, cho ta ngộ đạo kẻo đàm kinh lâu. Nói rằng cơ quan thuận nghịch thấp cao tùy theo cái chỗ hiểu biết của mỗi người. Cơ quan là cái chỗ thấy nghe hiểu biết của mỗi người, có thuận có nghịch, có cao có thấp khác nhau. Nhưng mà những cái sự hiểu biết đó nó đều là quyển, đều là trí quyển, nó giả dối như giấc chim bao, thấy đó rồi mất đó, không có thiệt. Đại vi tại chỗ khác thì gọi là đại vi thuyết pháp chỉ nam, nghĩa là mình phải nhắm thẳng chỗ cái thuyết pháp chỉ cho mình thấy cái thật đó.
cho ra ngộ đạo, kẻo đàm kinh lâu, nghĩa là chư tổ thì các ngài thuyết pháp chỉ cho mình cái cội gốc để cho mình ngộ đạo, chứ khỏi cái bàn luận kinh chi cho nó xa xôi, nó làm mất thời giờ. Cho nên Phật tổ lẽ màu bất quan văn tự, bất cầu đa ngôn à. Cho nên nói về Phật pháp, cái chỗ màu nhiệm của Phật pháp nó không có dính dáng với văn tự, nó cũng không phải nói nhiều à. Cái chỗ đó có thể một tiếng hét cũng có thể ngộ được, hay là một cái đánh cũng thể ngộ được, chứ không có phải bắt nói nhiều. Khuyên người học đạo trí khôn, giác tri tự tính chớ còn tìm đâu. Phật tổ khó chút bấy lâu, pháp ấn như thị lào lào trên không à. Đây là lời ngài khuyên. Khuyên cái gì? Khuyên những người học đạo phải có cái trí khôn ngoan, phải giác ngộ được cái tính giác của mình, chớ có tìm kiếm ở đâu. Tính giác là Phật, Phật ngay nơi mình, chớ tình tìm lên non, lên núi, tình tìm chỗ này, chỗ nọ, mà phải ngay trong tâm mình, dứt hết loạn tưởng, để tánh giác là hiện. Thì đó là cái chỗ Phật tổ khó trước bấy lâu, Phật tổ mà dặn dò lâu nay là chỗ đó. Pháp ấn như thị, cái pháp ấn nó là như thế, lào lào chân không, tức là cái thể chân không nó sáng tỏ lào lào như vậy, không có cần tìm kiếm ở đâu khác. Cùng truyền bát nhã tâm tâm, ngộ vô sở đắc thật dầm chân tăng, thiệu Phật kế tổ liên đăng, truyền tương truyền y bát thừa hành thiểu long. Ở chỗ này có mấy chữ mà bên cái bản kia thì nói như đây là thiệu Phật kế tổ liên đăng, thì nó cứ kêu là truyền đăng. Ở đây nói là tương truyền y bát thừa hành thiểu long, thì bên kia nói là tương truyền y bát huệ năng vô cùng. Thì hai bên cái khác nhau. Bây giờ đối chiếu tôi nói cho quý vị thấy cái nào nó hợp hơn. Nói rằng cùng truyền bát nhã tâm tâm, bát nhã tâm tâm như nãy giờ tôi nói, cái chỗ mà chân không đó là do bản lai vô nhất Phật đó, thì gọi đó là bát nhã tâm tâm. Mà đã vô nhất Phật rồi thì còn gì có sở đắc, cho nên ngộ vô sở đắc thật dầm chân tăng. Thì như vậy người tu chân thật là phải ngộ cái chỗ vô sở đắc. Rồi làm gì nữa? Là thiệu kế Phật tổ liên đăng hay là truyền đăng, là nối nắm cái dòng Phật tổ trao truyền những cái ngọn đèn sáng cho đời sau. Tương truyền y bát thừa thành tiểu long, còn cái kia đó tương truyền y bát huệ năng vô cùng, thì chữ huệ năng vô cùng bị cái lỗi rất lớn. Tại sao vậy? Quý vị nhớ khi mà ngũ tổ trao y bát cho lục tổ có dặn sao? Đây là gì? Y bát đến đời ngươi không được truyền nữa, phải không? Thì như vậy tổ huệ năng không còn truyền y bát, y bát tới ngày là chấm dứt, không có truyền nữa, mà chỉ truyền tâm ánh thôi. Mà ở bản kia nó tương truyền y bát huệ năng vô cùng, thì như vậy cái truyền y bát có lục tổ cũng có hết. Như vậy thì vô tình nó mắc kẹt cái lỗi là ngũ tổ bảo dừng, lục tổ khi mà sai ngài hành tư đi giáo hóa người khác, thì lục tổ có nói câu này: nó y bát để lại nơi đây, người sang nơi khác để mà quần quá. Tức là đúng là ngài hành tư lý đáng là tổ truyền y bát, nhưng mà ngài nói y bát để lại đây, ngươi sang bên cái núi kia để mà truyền làm Phật sự. Như vậy
thì mới thấy rằng y bát ngang đó không truyền nữa. Nhưng mà ở đây lại nói như trong cái bản kia nói rằng tương truyền y bát huệ năng vô cùng. Như vậy thì y bát có tổ huệ năng truyền không cùng, thì ý thì không sai, nhưng mà về hình thức thì nó là sai. Bởi vậy cho nên ở đây nó tương truyền y bát thừa thằng Thiệu Lâm, nghĩa là mình phải kế thừa Phật tổ để truyền cái ngọn đèn trí tuệ, và y bát luôn luôn làm cho nó hưng thịnh ở đời. Thừa thằng Thiệu Lâm tức là làm cho hưng thịnh mãi ở đời, chứ không phải nó truyền cái tổ huệ năng mãi đó. À, tới đây nghỉ sao tiếp.